kết nối tri thức. Thưa quý vị, Thái là tộc người xuyên quốc gia với lịch sử hình thành, quá trình thiên di, cộng cư và định cư vô cùng phong phú mà cũng không kém phần phức tạp. Văn hóa Thái bởi thế không chỉ góp phần quan trọng trong bức khảm đa màu sắc của văn hóa Việt Nam mà còn có ảnh hưởng lớn tới nhiều nền văn hóa khác. Đó là lý do tại sao ngành Thái học hình thành ở tất cả các quốc gia có các dân tộc người thuộc ngữ hệ Thái như Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, thậm chí nhiều quốc gia phương Tây như Australia, Đức, Hà Lan cũng có trung tâm nghiên cứu Thái học. Trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay, Tuyết Vân sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách của tác giả Nguyễn Thị Mai Quyên, Người Thái Việt Nam, Truyền thuyết và Lễ hội, do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành năm 2022. Thưa quý thính giả, ở Việt Nam, việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa người Thái được bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ 20, đánh dấu bằng công trình của các học giả như Cầm Trọng, Đặng Nghiêm Vạn. Đến nay, hướng nghiên cứu này đã được quan tâm trên cả bề rộng lẫn bề sâu, tất cả mọi phương diện từ lịch sử, văn học, chữ viết đến phong tục tập quán, tri thức dân gian của người Thái đều được khảo sát nghiên cứu trong các công trình, bài viết với độ chuyên sâu khác nhau. Xét riêng góc độ phong tục và lễ hội, một đội đông đảo các nhà nghiên cứu đã đề cập đến các phương diện như đặc trưng, ý nghĩa của các phong tục trong đời sống tộc người, các lễ hội được tổ chức vào nhiều dịp khác nhau trong năm, xuất phát từ nhận thức về vai trò của văn hóa, văn học dân gian Thái trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc người trong cuốn sách nhỏ này. Chúng tôi bước đầu tiến hành tập hợp, sâu chuỗi các truyền thuyết cũng như những vấn đề thuộc bối cảnh văn hóa của các phong tục, các lễ hội dân gian Thái như một lời giới thiệu ngắn gọn về một tộc người có lịch sử lâu đời cùng nền văn hóa vô cùng đẹp đẽ sang cư trú như một phần máu thịt của đất hình chữ S thân yêu. Cho đến nay, xung quanh câu hỏi về nguồn gốc của người Thái ở Việt Nam vẫn còn nhiều tranh luận. Một số học giả mà chúng tôi tạm gọi là những người theo thuyết bản địa như Hà Văn Tấn, Phạm Đức Dương, Trần Quốc Vượng, Hoàng Lương, quan niệm tổ tiên của người Thái đã cư trú ở Việt Nam từ rất sớm. Qua nghiên cứu từ các góc độ khảo cổ học, ngôn ngữ học, folklore học, họ dày công chỉ ra phần nào dấu ấn của văn hóa Tây Thái trong văn hóa Phùng Nguyễn cách đây từ 4.000 đến 3.500 năm và tiến tới khẳng định không loại trừ khả năng chính nhóm Tây Thái cổ là chủ nhân của nền văn hóa này. Trong một nghiên cứu, nhà Thái học và cũng là một người con ưu tú của dân tộc Thái là Hoàng Lương khẳng định, ở Việt Nam đã từng có các nhóm Thái cổ sinh sống lâu đời, ít ra cũng có từ trên dưới 2.000 năm. Luận điểm này được củng cố trong một nghiên cứu khác khi tác giả khẳng định, ngay cả nhóm Thái đen từng được cho là di cư vào Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 13. Thực chất cũng là những cư dân bản địa và những phát hiện từ sự tương đồng trong một số truyền thuyết, tổ chức nghi lễ, địa danh hay hoa văn trang phục được coi là bằng chứng cho nhận định này. Theo nhóm điểm này, người Thái có mặt ở Việt Nam ngay từ những buổi bình minh của đất nước và được chia thành hai khối. Một khối hòa nhập thành người Việt, khối còn lại vừa định cư vừa di cư lan tỏa, cư trú rải khắp miền Nam, Trung, Hoa và bán đảo Đông Dương. Khối còn lại vừa định cư vừa di cư lan tỏa, cư trú rải khắp miền Nam Trung Hoa và bán đảo Đông Dương. Có một thực tế là mặc dầu những cứ liệu mà các học giả Việt Nam đưa ra để khẳng định nguồn gốc bản địa của người Thái tương đối phong phú, song chừng đó chưa thực sự đủ để thuyết phục học giới quốc tế về chuyện có tồn tại hay không một lớp người Thái cổ sinh tụ từ trước công nguyên, thậm chí từ thời Phùng Nguyên ở ven lưu vực các sông lớn như sông Thao, sông Đà, sông Chải, sông Lô, sông Mã, sông Lam với quá trình cộng sinh, giao thoa văn hóa cùng các nhóm tộc người khác nhau mà tiêu biểu là các nhóm tiền Việt Mường để hình thành nên một khối quốc gia và dân tộc. Trong bối cảnh một mặt vấn đề nguồn gốc tộc người còn nhiều tranh cãi, mặt khác, những câu chuyện dân gian hầu hết cũng gợi lên đường dẫn đến các sự kiện lịch sử không quá xa. Chúng tôi nghiên cứu theo quan điểm, nhìn nhận lịch sử người Thái ở Việt Nam là một lịch sử thiên di kéo dài nhiều thế kỷ.
Quá trình ấy diễn ra theo nhiều hướng, hết lớp này đến lớp khác, để ngày nay hình thành nên diện mạo tương đối ổn định của một tộc người trong số 54 dân tộc anh em. Quá trình các lớp dân cư Thái tỏa đi theo các hướng, dần dần định cư trên mảnh đất phương Nam là một quá trình rất lâu dài, trải qua nhiều đợt thiên di. Người Thái từ hai trung tâm Mường Lò, Mường Thanh tràn đi khắp nơi, sang cả đất Lào và ngược lại, vùng Vân Nam Trung Quốc. Trong suốt nhiều thế kỷ, dòng người di cư từ Lào và các lãnh thổ khác nhau của người Thái tới Việt Nam cũng chưa bao giờ dứt. Ý thức khẳng định sự tồn tại của cộng đồng dân tộc cũng được thể hiện rất rõ trong chuyện chàng Tống Đòn và nàng Am Ca. Từ khi chưa gặp Tống Đòn, Am Ca đã thể hiện ý thức từ một vị thủ lĩnh. Nơi nào đi qua, nàng cũng đặt tên cho đất, cho mường. Trưa đến đói lòng, nàng trải lau lót ngồi nghỉ ăn trưa, nàng đặt tên cho chỗ nghỉ là bản ô. Ăn xong, đoàn tiếp tục đi qua rừng măng lay tới một bản lớn, rộng, vượt tầm mắt, gọi là bản phiên luông. Phiên luông nghĩa là bãi đất rộng. Đoàn tiếp tục đi về hang bó nà, nàng khát nước và uống ở mạch nước đó và sai đổi tên là bó ẩn. Những câu chuyện như thế có thể kể ngày đêm không dứt. Nó được lưu giữ trong ký ức của cộng đồng người Thái, được truyền từ đời này sang đời khác. Và khi sâu chuỗi lại, nó cho phép người đọc hình dung ra diện mạo lịch sử của một tộc người thiên di, không ngừng khẳng định bản lĩnh và nghị lực của mình để tìm được chỗ đứng trên vùng đất mới, rồi lại củng cố và bảo vệ vững chắc chỗ đứng ấy. Ngày nay, căn cứ vào đặc trưng văn hóa tộc người, các nhà nghiên cứu đề xuất phân vùng văn hóa Thái thành 3 vùng tương đối rõ rệt. Một là vùng văn hóa Tây Bắc, được hình thành trong sự bảo lưu truyền thống của mô hình tổ chức kinh tế xã hội bản Mường, còn gần như nguyên dạng cho đến ngày 7 tháng 5 năm 1954. Hai là vùng văn hóa Thái Thanh, Nghệ, với nét nổi bật, từ rất lâu đã chuyển nhập hệ thống tổ chức kinh tế xã hội chung của đất nước. Cái bản Mường chỉ còn là võ ngôn ngữ nên thường hiểu theo nghĩa quê hương xứ sở. Ba là vùng văn hóa đệm mang tính trung gian giữa một vùng văn hóa 1 và 2, gồm một dải kéo từ Mường Tất, Phù Yên qua Mường Sang, Mộc Châu, Mường Ký, Đà Bắc đến Mường Mùng, Mai Châu, Hòa Bình. Cuốn sách Người Thái Việt Nam, truyền thuyết và lễ hội gồm hai phần. Phần 1, Người Thái Việt Nam, cội nguồn và bản sắc là những tri thức mang tính khái quát về cộng đồng người Thái Việt Nam. Một tộc người mà lịch sử thiên di kéo dài nhiều thế kỷ. Có nghiên cứu chỉ ra cách đây từ 4.000 đến 3.500 năm và diễn ra theo nhiều hướng, hết lớp này đến lớp khác. Quá trình đó được chính người Thái lưu giữ lại trong những pho sử biên niên hay những câu chuyện dân gian ngày nay vẫn được lưu truyền thể hiện lịch sử lâu đời cùng nền văn hóa đẹp đẽ. Phần 2 là truyền thuyết, phong tục và lễ hội. Quá trình thiên di của người Thái đã lưu truyền trong những truyền thuyết đi tìm đất, ăn mường, đánh đuổi giặc, giành đất đai, địa vực cư trú. Những người con của bản Mường có công to lớn, những vị mo mường, mo then trở thành anh hùng, đối tượng được thờ phụng. Và hơn hết, họ không chỉ có trong những truyền thuyết mà thực sự sống trong đời sống văn hóa của nhân dân Thái nói riêng, nhiều dân tộc thiểu số nói chung. Điều đó được ghi nhận và thể hiện qua các lễ hội hàng năm, di tích ngày nay vẫn còn. Những nghi thức thờ phụng và nhất là tồn tại trong ý thức cộng đồng. Tập hợp sâu chuỗi các truyền thuyết cũng như những vấn đề thuộc về bối cảnh văn hóa của các phong tục, các lễ hội dân gian Thái cho phép người đọc hình dung ra diện mạo lịch sử của dân tộc, không ngừng khẳng định bản lĩnh và nghị lực của mình để tìm được chỗ đứng trên vùng đất mới, rồi lại củng cố và bảo vệ vững chắc chỗ đứng ấy. Nó khẳng định sự tồn tại của cộng đồng dân tộc và chứng tỏ phần nào sự phong phú, đặc sắc của văn hóa tộc người Thái Việt. Quý thính giả và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Người Thái Việt Nam, truyền thuyết và lễ hội tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và quý vị đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 7 giờ 40 phút, 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.